Serbia. Quay cho bà coi là ở sau sân nhà có cái sân nhỏ nè mẹ. Chỗ này mẹ mà qua là mẹ trồng bông đẹp khỏi nói luôn. Chị nói lần đầu tiên nó chơi xuống nước. Mỗi lần chiên đồ ăn hôi thì gì con làm, con ra ngoài này con làm. Bây giờ đi vô trong phòng khách. Cái hàng rào màu trắng đó là cái ngăn bên nhà người ta, mà người ta cũng có cái sân giống vậy. Còn hai cái máy này là máy gì con biết, nên tối ngày nó kêu mầm. Bây giờ là 10 giờ sáng mà bắt đầu nó nóng nóng rồi. Nóng lắm rồi. Nhưng mà vẫn không chịu được. Chứ 12 giờ trưa là ngồi đây là mồ hôi rồng rồng. Thấy nóng không? Nóng không? Nóng hả? Thế muốn đi vô nhà không con? Chơi. Ngồi ở đây nhớ piano á mọi người, vậy chỉ có piano ở đây vui lắm. Wow. Uh-oh, they're up.